Hello, chào các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái hệ thống học online trên trang web của MyMS ha. Rồi, thì bài hướng dẫn hôm nay mình sẽ gồm có những cái phần gì? Thứ nhất là cách để mở trang web, cách mở trang web. Thứ hai là cách đăng nhập. Thứ ba nữa là cách để mà mình xem những cái bài tập mình cần làm, là trong buổi học mình cần làm những cái bài gì. Cách để lấy link đăng nhập Google Meet vân vân, cách tìm cái bài học cần làm nha, cách làm bài tập, cách tìm bài học cần làm. Rồi thứ tư nữa sẽ là cái cách làm bài tập nghe nha. Bài tập nghe có một số lớp mình sẽ làm có học phần nghe, thì phần nghe sẽ có hướng dẫn riêng vậy đó, được chưa? Vậy là tóm lại phần thứ nhất đó là cách mở trang web, phần thứ hai là cách đăng nhập, phần thứ ba là cách xem bài tập cần làm, làm bài tập vân vân. Phần thứ tư nữa là phần làm bài nghe. Thì mấy bạn có thể, những cái bạn nào mà năm ngoái có từng học rồi thì những cái phần đầu mình có biết rồi, mình có thể tua qua ha, hoặc là lỡ có quên thì coi lại nha. Còn những cái bạn nào mà năm ngoái mình cũng có học rồi nhưng mà chưa có thời gian để mà làm bài nghe thì các bạn có thể nhảy tới cái phần làm bài nghe để xem kỹ lại cái phần cách làm bài nghe. Rồi bây giờ đầu tiên nha, cách đầu tiên là phần đầu tiên thứ nhất là các bạn cần phải biết cách để mở trang web. Bây giờ mở trang web thì sao? Đầu tiên là thường á là mấy bạn cái link học á, đây link này là cô có gửi cho các bạn qua Zalo hoặc qua Messenger hết rồi. À, nên là mấy bạn chỉ cần gì, bấm, những bạn nào mà xài máy tính á, mấy bạn chỉ cần bấm cái link mà cô gửi đó là các bạn mở được trang web thôi. Ví dụ như đây, link gome.neoams.com.au, một link này duy nhất này thôi, bạn chỉ cần nhớ một link này. Thì bấm vô link này thì trên máy tính của các bạn sử dụng trình duyệt gì mặc định thì nó sẽ mở ngay ra cho em trình duyệt đó thôi. Ở đây trang web này của cô là tại vì cô đăng nhập sẵn rồi nên là nó vô luôn web này. Còn mấy bạn thì vô đăng nhập lần đầu thì thường là chưa có nhập username gì hết thì nó sẽ ra giao diện khác, và phần 2 cô sẽ chỉ sau ha. Rồi còn bây giờ là mở, bấm link vô, bấm cái đường link mà cô gửi qua Messenger hoặc Zalo rồi đăng nhập được thôi. Rồi nếu mà bạn xài máy tính thì sau khi các bạn bấm cái link này rồi á là trên lịch sử truy cập nó sẽ có lưu lại. Thì những lần sau mấy bạn chỉ cần lên cái thanh địa chỉ ở trên này, các bạn gõ thanh địa chỉ là cái thanh cao nhất nằm ở trên cùng trong cái trình duyệt web ha. Gõ cái đường link, gõ Chrome, các bạn gõ chữ KOME này là các kiểu là nó sẽ gửi ra thôi. Ví dụ đây cô gõ có hai chữ KO là nó ra một đống luôn, tại vì cô vô cái trang web này nó rất là nhiều. Nó gửi đây là đăng nhập được, thiệt chưa? Rồi ngoài ra nếu bạn xài máy tính, bạn cũng có thể cho cái đường link này vào trong cái phần yêu thích, một yêu thích nè, vô cái góc bên này. Bấm vô, chọn Favorite. Này, là nó sẽ vô cái mục yêu thích của bạn nè. Sau đó cái đường link web nó sẽ hiện ở trên này. Nằm trên này, nó có mấy cái nút này là những cái trang web mình thường hay vô nè ha. Đó, bấm vô là nó cũng sẽ đăng nhập được. Hoặc là cái bình thường máy tính bạn mà bạn dùng nhiều á, bạn sử dụng nhiều á, thì cái trang web này nó cũng sẽ ghim lên trên này cho bạn. Để bạn mở lên cái bạn bấm cái là vô luôn, khỏi phải mở Messenger để mà lướt nha. Nhớ đừng có vô Messenger rồi cuộn tin nhắn lên trên dài dòng, mất công tốn thời gian nha. Nhiều khi tin nhắn nhiều lắm nó trôi mất tiêu à. Hoặc là mấy bạn lưu trên điện thoại các bạn bỏ đâu mất tiêu chẳng hạn. Rồi. Vậy đó là dành cho máy tính. Thì trên máy tính là mấy bạn, nếu mà mấy bạn xài máy mới sau này á, thì thường là cái ứng dụng mà duyệt web, cái trình duyệt web mặc định là cái Microsoft Edge này, là xài cái này cũng được rồi. Hoặc là có một số bạn xài máy cũ á, thì sử dụng những cái máy đời trước này nọ, thì sử dụng Google Chrome cũng được. Nên con thấy cái này nó nhanh nè. Hoặc là có bạn thì xài cốc vân vân. Và đa số thì nó cũng giống nhau, na ná nhau thôi, là mình chỉ cần gõ cái đường link lên trên thanh trên cùng ha. Rồi cái mục ưa thích bên đây nó cũng na ná như vậy. Rồi, đó là dành cho những bạn sử dụng máy tính. Và mấy bạn nhớ là gì? Tuyệt đối đừng có vô cái trang google.com này xong rồi dán cái đường link vô. Dán cái đường link vô cái ô tìm kiếm. Cái ô này là cái ô tìm kiếm. Tìm kiếm là tìm kiếm thông tin chứ không phải là đi đến trang web.
Bạn gõ như này à, enter một cái ra đóng kết quả nhưng mà không có kết quả nào đúng cả. Bởi vì cái trang web của cô là trang web mà cô tạo cục nội bộ thôi, cục bộ thôi. Ai có tài khoản thì mới đăng nhập được, ai biết địa chỉ mới đăng nhập được, chứ không phải là cái trang web công khai trên toàn bộ internet. Nên là bạn tìm ở đây bạn sẽ không thấy nha. Ô này là ô để tìm kiếm, còn cái ô để đi đến trang web đúng là ô địa chỉ ở trên. Cái này thường là mấy cái tiếng trước cô không có nói, con nghĩ các bạn biết, nhưng mà sau này trong quá trình học tôi thấy nhiều bạn không biết, nhập bằng bậy nó kiếm không ra à, vậy đó. Nên là bây giờ mình nói luôn, trên điện thoại thì cũng tương tự như vậy, là tuyệt đối đừng có vô cái ô tìm kiếm cái mà nó có cái hình cái lúp này, cái lúp này ha, của Google, xong rồi gõ cái đường link này nó ra. Rồi trang web có khi thì nó cũng ra, có khi không á, nhưng mà thường đây trang web cục bộ là nó không có ra đâu. Rồi thứ hai nữa, tiếp theo nữa, lưu ý, vấn đề cần lưu ý nữa đối với những bạn sử dụng điện thoại là gì? Đây, sử dụng điện thoại thì khi mấy bạn bấm cái link trên Messenger hoặc là trên Zalo thì thường á, là nó không có nhảy tới cái trình duyệt liền, mà nó sẽ vô cái chức năng, cái tính năng duyệt web tạm của Zalo, Messenger là cái này, cái trang này. Mà bấm vô nó sẽ ra cái này nè. Bạn để ý này, nó có cái mũi tên nè. Ở đây nó có cái ba chấm ha, và khi mấy bạn thử, mấy bạn bấm vào cái địa chỉ của MS nó hiện ra, bấm ở trên cùng này nè, bấm vô cái này nè, thì nó không có hiện ra cái ô để mấy bạn nhập địa chỉ, mà nó đứng vậy luôn. Thì cái này nó là nó không ổn định, chỉ dùng để tạm thôi, và một số cái chức năng nó không có hỗ trợ đầy đủ, cho nên là khi mấy bạn dùng cái này á, nó rất là dễ bị rớt mạng. Bạn trượt tay một tí xíu thôi, bạn bấm nhầm cái phím quay trở về cái thôi là nó tắt luôn nguyên cái trang này, hoặc là nó rớt mạng tí xíu là bạn mất hết cái bài làm của bạn. Cho nên là đừng có bỏ cái này nha. Mình chỉ cần thêm một thao tác nữa là bấm dấu ba chấm ở đây. Ba chấm góc trên bên phải màn hình thường là vậy. Rồi có khi tùy có máy, có khi nó nằm ở đâu đó ở dưới chẳng hạn, thường nó là cái dấu ba chấm đó thôi, khi nằm bên góc dưới bên trái bên phải gì đó cái kiểu. Rồi. Thì trong quá trình học thì có gì cô thấy thì cô sẽ nhắc thêm, nhưng mà các bạn nhớ lưu ý cái này nha. Rồi, sau đó gì? Bấm vô dấu ba chấm đó, nó sẽ hiện ra, nó sẽ sổ ra cái này cho mình nè. Đây, để ý đây. Mở phần trình duyệt. Chọn cái mở bằng trình duyệt ha, hoặc là sao chép cái đường dẫn để dán vô Google Chrome cũng được, nhưng mà mất công thôi. Mở bằng trình duyệt đây nha, lại hơn em bấm chữ mở bằng trình duyệt này, có thể nó sẽ hiện lên gợi ý cho em là hỏi em là mở bằng Google Chrome hay là mở bằng Samsung Internet hay là mở bằng trên iPhone thì là Safari gì đó chẳng hạn. Thế các bạn chọn cái nào cũng được nha, cái nào các bạn thường hay dùng để lên web đọc truyện này nọ rồi đó. À, này đó, đó. Rồi, bấm xong thì nó lại vô cái trang giống như hồi nãy, giống như trên máy tính thôi. Rồi từ đó về sau các bạn cũng có thể nhập cái địa chỉ lên, cái thanh địa chỉ ở trên này, mở cái trình duyệt, nhập địa chỉ lên luôn, để nó nhớ được cái địa chỉ lịch sử cho bạn. Được chưa? Nhớ nha, nhớ làm đúng cách nha. Rồi, xong. Sau khi mà các bạn vào được trang web rồi, bây giờ lại không mở thử nha. Mở một cái trang web khác, để mở một cái cửa sổ khác. Vậy cửa sổ cũ là nó mặc định cái tài khoản của cô rồi. Rồi, đây. Những cái trang này, đầu tiên thì do là mấy bạn mới đăng nhập lần đầu, mấy bạn cần phải nhập ID, user ID với lại password, mật khẩu, hoặc là thỉnh thoảng nó cũng bị thoát ra, cần phải nhập lại ha. Thì mấy bạn nhớ là cái quy tắc tài khoản, quy tắc đặt tên tài khoản mà cô cũng có nhắn trên Zalo, trên Messenger với bạn, nó lâu lâu quên lấy ra coi lại. Và cái quy tắc nó là gì? Nhớ là đây là tên tài khoản thì nó cũng na ná như địa chỉ email, nó không có dấu, không có được biết dấu cách, không được cách gì hết, viết liên tục không dấu ha. Rồi ví dụ như là về cô tài khoản bạn, cái quy tắc là họ với lại tên đệm thì mình sẽ viết tắt, còn cái tên của em thì em viết đầy đủ, kèm theo phía sau là năm sinh. Ví dụ như bạn Nam đi, Phạm Phương Nam, Phạm Phương Nam thì Phạm là chữ phờ, chữ bờ viết tắt nè, Phương là chữ bờ viết tắt luôn. Và chữ Nam thì viết đầy đủ. Bạn sinh năm 2K8, 2008 thì là 2K8, 2K8 nha, 2008 không có ra đâu, sai địa chỉ, ship hàng mà sai địa chỉ là không có tới nhà được đâu. Rồi, BB Nam 2K8, được chưa? Rồi, mật khẩu mặc định. Mật khẩu mặc định đa số các bạn là cô để mặc định 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ số 1 tới số 6. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, được chưa? Sau đó các bạn nhớ là bấm vô tích vô cái chỗ nhớ thông tin đăng nhập này. À, tích vô nhớ thông tin đăng nhập để lần sau khỏi phải nhập lại. Không có gì hết đó. Lâu lâu nó sẽ bị thoát ra do mấy bạn sự
lâu ngày không đăng nhập chẳng hạn, hoặc là nhằm để bảo mật gì đó các kiểu, thì lâu lâu sẽ bị thác ra để nhập lại thôi. Rồi nhưng mà thường là bấm vô nhớ đây thì lần sau nó nhớ luôn, phải phải nhập lại. Hoặc là có quên thì vô Zalo Messenger này nọ coi lại quy tắc nha. Họ tên, viết họ tên đệm viết tắt, tên viết đầy đủ kèm theo năm sinh, mật khẩu 123456. Rồi sau đó nhấn đăng nhập nè. Rồi sau đây là mình đã đăng nhập vô được cái trang web của mình rồi. Tên em đây, tài khoản của em đây. Rồi bạn nào mà cảm thấy là sử dụng cái giao diện sáng này nó chói mắt quá thì bạn có thể bấm vô cái dấu mũi tên nhỏ nhỏ góc trên bên phải này, chọn chuyển sang chế độ tối. Chuyển sang chế độ tối cho nó đỡ chói mắt. Nhưng mà có khá nhiều khi chế độ tối nhìn cũng có vẻ cũng thấy cũng chói hơn. nó không có quen lắm. Mấy bạn có trả về chuyển sang đến chế độ sáng ra, tùy mấy bạn ha, tùy bạn thôi. Rồi sau đó nếu mà bạn có muốn đổi mật khẩu, thì mình cũng vô bấm vô cái trang cá nhân của mình, trang cá nhân đây, đây cài đặt bảo mật hình ảnh bạn bè, bạn nào muốn thay avatar hay hình đại diện gì đó thì bấm vô thay, nó cũng giống như Facebook, Zalo này nó các kiểu thôi, bạn tự tìm hiểu được ha. Còn muốn đổi mật khẩu thì mình bấm vô bảo mật, à không nhầm, bấm vô cài đặt. Trong đây, ủa ở đâu nhỉ, trang cá nhân đó. À hình như là cái thường á, thường là mấy bạn đăng nhập lần đầu là nó có cái thông báo ngay nè, thông báo là có đổi mật khẩu hay có muốn đổi mật khẩu hay không gì đó, còn mà không muốn thì cứ để như vậy thôi. Không gì à, đây mình đăng nhập không? User ID đây. Ủa chỗ đó mật khẩu đâu ta, không đổi không nhớ. Cài đặt. À... gì đâu ta, thông tin tham gia tùy chỉnh, à đây tùy chỉnh, đây tùy chỉnh thay đổi hình ảnh, mô tả, mật khẩu, thông tin gì đó, mạng xã hội muốn liên kết Facebook, Zalo gì đó thì liên kết vậy thôi. Rồi mà kiểu không có bắt buộc nha. Rồi sau đó gì nữa, các bạn có lưu ý gì nữa, các bạn có thể vô cái chỗ cài đặt này nè, các bạn tắt cái thông báo âm thanh này đi, bỏ cái dấu tích của nó đi, hoặc là muốn thì bật lên cũng được, này tùy. Tại vì cái thông báo cái chỗ cái chuông này nè ha, mỗi lần mà mấy bạn nộp bài hoặc là mỗi lần mà cô chấm bài cho các bạn xong rồi, nó sẽ hiện cái thông báo ở trên này, nó nhảy, nó có một cái tiếng chuông nghe nó hơi giật mình tí xíu, cô nghe cái chuông nó giật mình nên là cô tắt bớt. Còn bạn nào mà cảm thấy ok không sao hết thì cô bật đây cái gì. Rồi bây giờ mình về trang chủ, sau khi các bạn đăng nhập vô rồi các bạn luôn luôn nằm ở trang chủ, do trang chủ, trang chủ là cái hình ký hiệu của nó là cái ngôi nhà, ngôi nhà trên trang web nha, và cái nhà trên này nha, nhà trên này là về chị Google đó, nhà này mới về trang web nè. Rồi thì do trang web này các bạn sẽ làm sao, xem cái phần đây tin tức, bấm vào phần tin tức, tin tức đây. Rồi ở đây thì cô sẽ có gì, cái những cái đường link Google Meet cho bạn ha. Ở đây mình có đầu tiên là lớp học chính, lớp học chính này sử dụng khi nào, sử dụng khi nào mà trời mưa, mưa lớn quá không đi học được, nguy hiểm nè các kiểu. Thì cả lớp mình học online tạm, học chung tạm, là lên cô cũng mở bài xem màn hình lên, cô dạy cho các bạn như bình thường, học nhận song song vừa offline vừa online chẳng hạn. Tuy nhiên là dạo này thì cũng không có gì ghê gớm, mà thường là dạo này cái này là dùng trong cái tình huống nào mà kẹt cả lớp học online chung, online chung thì mình sẽ vô lớp học chính. Rồi còn những cái buổi học online của mấy bạn bình thường, thường học online bài ai nấy làm, mình sẽ vô phòng học riêng cho nó đỡ ồn, bởi vì mấy bạn học nghe mà, luyện nghe mà. Thì mấy bạn vô phòng học riêng nha. Khi nào cần vô phòng học chính thì thường cô sợ mấy bạn quên thì cô cũng nhắc thôi, còn không thì tự hiểu là dùng trong những trường hợp chữa cháy, học cả chung, học chung cả lớp, còn bình thường học phòng học riêng nha.
Rồi, phòng học riêng ở trên đây cô sẽ có liệt kê cho các bạn theo tên, theo lớp. Thì mình dò tìm cái tên của mình, rồi là cô sẽ xếp theo lớp, rồi trong mỗi lớp là xếp theo bảng chữ cái H, nè. Thì ở đây có lớp 12, lớp 8, lớp 9, nhiều bạn kiểu không thấy lớp mình đâu hết trơn, sao lớp 6 đâu, lớp 7 đâu, cái kiểu. Thì mấy bạn nhớ này, nó có cái này nè, mũi tên nó như này nè, mở rộng ra, nguyên cái danh sách nó dài lắm nha. Danh sách dài thì mình sẽ bấm vào cái link này, mình dò theo cái tên của mình nha, dò theo cái tên của mình rồi bấm vào cái link. Ví dụ như đây, bấm link này. Mà máy có hiện thông báo là cho phép sử dụng micro thì nhớ bấm chỉ cho phép nha. Tiếng Anh là nó allow đó, phép đó. Chứ còn mà không cho phép đó là nói không có nghe. Rồi nhiều khi mấy bạn là bài sai hay gì đó, mấy bạn kêu cô cũng nghe, ví dụ nhắn tin tôi cũng thấy, mình kiểu camera thì mấy bạn không cần bật, tắt camera đi, tắt micro cho đỡ ồn, khi nào cần thì bật thôi. Rồi mình nhập cái tên của mình vào đây nữa, nhưng mà mấy bạn có tài khoản Gmail đăng nhập sẵn rồi á, thì cái tên nó có sẵn rồi, còn ai chưa có, ai không có thì kiểu nhập cái tên vào. Ví dụ như đây. Rồi nhấn yêu cầu tham gia nha, nhấn xong nhớ đợi một tí xíu, đợi cô mở, bạn đợi tí cô mở trên điện thoại. Rồi, thì thường á, nhớ là Google Meet dạo này là gì? Cô mở một cái trang Google Meet lên mà có một mình cô thôi, các bạn chưa vào. Và cô mở lên trong thời gian tầm 10 phút mà bạn chưa vào, vào trễ gì đó, cái kiểu tầm 10 phút thôi mà bạn chưa có mặt. Là Google Meet nó sẽ thông báo là nó sẽ thoát ra, nó tự động thoát. Cho nên là cô không có đợi các bạn được. Những cái bạn nào mà ví dụ như hôm đó đi học về trễ hay gì, hoặc là không đi, không có lên học online được, rồi bữa khác học bù sau hay gì đó cái kiểu á, thì vui lòng nhắn cho cô cái tên cô biết ha. Ví dụ bạn vô trễ, bạn thì chừng nào bạn vô thì bạn nhắn với cô, chứ không là bạn ngồi đó đợi hoài, đợi hoài, đợi hoài mà bạn không thấy cô vô á, là tại vì có biết đâu, tôi có biết là bạn vào đâu. Hoặc là nhiều khi cô mở, cô đợi mấy bạn lâu rồi mà mấy bạn không vô, cho nên là cô bị thoát ra mất tiêu rồi nha. Vậy thì nhớ bấm vô đợi một tí xíu cô cho vào, nếu mà đợi ví dụ đợi quá 5 phút, quá 10 phút mà chưa thấy cô cho vào thì nhắn cho tôi một cái tin để tôi biết lý do. Có thể là do bạn học lộn giờ, bạn học giờ khác mà bạn không có báo trước nên cô không biết cô không có mở sẵn. Được chưa? Rồi. Sau khi các bạn đã được chấp nhận vào cái phòng Google Meet này rồi thì bạn sẽ chia sẻ màn hình. Đây. Bấm vô cái chia sẻ màn hình. Trên điện thoại thì nó cũng tương tự, nó cũng có cái nút tương tự. Nếu bạn tìm không thấy thì bạn bấm vô mấy cái dấu ba chấm đó, ha, mấy dấu ba chấm trên màn hình đó. Nó sẽ có chia sẻ màn hình, cái nút hình cái mũi tên hướng lên như vậy nè. Rồi, giờ nhớ chọn gì? Chọn chia sẻ toàn bộ màn hình nha, cái trên cùng á. Entire screen, bạn nào sẽ tiếng Anh là cái này, còn bạn nào sẽ tiếng Việt là chia sẻ toàn màn hình. Tại sao? Tại nếu bạn chia sẻ có một cửa sổ, nhiều khi bạn bị rớt mạng, cô không có nhìn thấy cái đồng hồ trên máy bạn, nó đứng im chỗ đó luôn. Cô không biết bạn rớt mạng hay gì đó, cô hướng dẫn, cô nói bên đây mà bạn không nghe, rồi một hồi cô la bạn không chịu nha. Bạn nếu mà rớt mạng hay gì, cái đồng hồ nó đứng lại, cô nhìn cô không biết, hoặc là cô nhắc, cô nhắn cho bạn là nó bị rớt mạng hay bị gì, bị lỗi màn hình, chia sẻ màn hình hay gì đó nha, nhớ nha. Rồi, chia sẻ toàn màn hình rồi nhớ là gì, bấm vô cái hình trên này, em phải bấm vô thì cái nút share này nó mới thành màu xanh để cho em bấm. Chứ còn nè, ví dụ nè ha, đây chia sẻ toàn màn hình đây, chưa bấm gì hết là cái nút share này nó nhạt nhạt như vậy nè, làm sao bấm, bấm đâu có được đâu, bấm chọn cái hình trước rồi mới chọn nút share. Em sau khi em share được rồi, đây đang trình bày màn hình đây, màn hình ở trên đây có cái gì đang share ra hết. Thì sau khi em chia sẻ rồi á, thì em có thể
Đừng có bấm vô cái nút này nha. Nút này là dừng trình bày, là tắt chia sẻ màn hình đó. Được. Mình bấm vô cái nút kế bên này nè. Nút có chữ hai hoặc là chữ ẩn, để cho nó đừng có che khuất cái đóng micro camera này nọ của mình nha. Nếu là đừng có che khuất cái bài làm của mình. Ngay đây, này. Được chưa? Rồi, sau khi đăng nhập vô Google Meet rồi, bạn chia sẻ màn hình rồi, tức là cô ngồi bên đây, cô đã thấy bạn đang làm gì rồi đó. Thì bạn quay trở về trang của mẹ em và mẹ Sàng Hải. Em cứ để cái này ở đây đi ha. Rồi em về quay về cái trang này. Quay về trang này mình bắt đầu làm bài. Giờ làm bài sau đây. Trên này nó có dàn, trên này nó giống như Facebook bình thường các bạn đăng nhập rồi này nọ nè. Rồi này là lá thư. Cái này là cái thông báo. Thông báo này là thông báo của hệ thống. Ví dụ thông báo là bạn đã hoàn thành bài gì đó, hoặc là bài của bạn vừa được chấm điểm, hoặc là bạn đã được đăng ký vào lớp nào đó, bạn hoàn tất khóa học nào đó, cái kiểu ha. Thì cái này nó cũng không có gì ghê gớm hết. Rồi. Còn cái thông báo mà cái lá thư á. Này, ở như cái hòm thư đây. Hòm thư đây là cái thông báo mà cô gửi. Nó cũng giống như tin nhắn thôi. Gửi. Thì do đây mấy bạn sẽ thấy là mỗi tuần học cô sẽ gửi thông báo với các bạn, gửi theo tuần. Bởi vì do trong một tuần học thì các lớp học tùy mỗi bạn học theo cái giờ khác nhau cùng một lớp, nhưng mà bạn ấy làm ha, cho nên nhiều khi bạn bạn này học thứ hai bạn kia là học thứ ba chẳng hạn. Thành ra là bài tập online cô ghi theo tuần, tuần từ 9 tháng 5 tới 15 tháng 5, 9 tháng 5 là ngày thứ hai, 15 tháng 5 là ngày chủ nhật. Rồi, nguyên một tuần từ ngày đó tới ngày đó. Nào thì các bạn bấm vô đây. Bấm vô nó sẽ hiện ra đây danh sách bài tập. Đây những cái bài tập, ví dụ như là lúc bạn học lớp 8, lớp này là tiếng Anh 8, thì có những cái bài cần làm, bài từ vựng học kỳ 2, bài chuyên đề ngữ pháp, từ loại, rồi luyện nghe gì đó các kiểu. Thì nhớ là gì? Ưu tiên làm theo đúng thứ tự cô đã liệt kê. Ha, làm theo đúng thứ tự cô đã liệt kê. Tại vì những cái bài ở trên cùng là những cái bài dễ, những cái bài cơ bản, hoặc là những cái bài quan trọng. Em phải làm những bài đó trước thì mới làm được những cái bài sau. Làm loạn sàng hậu hết, làm lộn tùm lum hết, làm chúng cái không cần thiết thì nó lại tốn thời gian. Nha, làm cho đúng theo hướng dẫn nha. Rồi ví dụ như đây, lớp nó yêu cầu làm từ vựng học kỳ 2 làm tiếp với cái bài này, rồi giờ tới chuyên đề ngữ pháp làm cái này cái kiểu. Thì em cứ coi qua một lượt đi ha, hoặc không em coi cái đầu tiên cũng được, coi cái đầu tiên là được rồi. Xong rồi á, em đọc xong tin nhắn thì em nhớ là nhấn cái nút chữ X ở góc trên này. Những cái này, đừng có nhấn nút xóa nha, xóa là nó mất luôn cái tin nhắn á. Nhấn chữ X này để đóng lại thôi. Rồi lúc khác mấy bạn đang làm bài mà bạn muốn coi lại thì bạn cứ bấm vô, nó nhảy ra cái cửa sổ này cho các bạn, nó nhảy thông báo này cho các bạn cắt đi rồi, tiện lắm. Rồi. Là nhiệm vụ đầu tiên mình cần phải học từ vựng, đúng không? Sau khi coi thông báo rồi, mình sẽ theo hướng dẫn thông báo kêu làm gì thì mình đi làm cái đó. Do đây, nhìn bên tay trái đây nó có gì? Trang chủ tức là về cái trang có đây, poster đây, đó. Này trang chủ đây. Thì mấy bạn có hai cách để mở khóa học, mở cái lớp học của bạn, mở cái bài tập của lớp bạn. Đó là gì? Bạn có thể cuộn xuống ở phía dưới màn hình này nè. Đây khóa học, các khóa học đã tham gia là gì? Năm nay bạn là lớp 9 rồi, năm nay khóa tiếng Anh 9, đây luyện nghe. Rồi cái này luyện nghe này bạn làm hồi năm ngoái rồi, bạn làm xong rồi nên là tạm thời cô tắt nó đi để cho bạn đừng có vô nhầm hai cái lớp luyện nghe với nhau thôi, chứ không có gì hết ha. Rồi ví dụ như mình học tiếng Anh chính vô đây. Còn cách thứ hai nữa là mấy bạn có thể đưa con chuột vô cái chữ khóa học ở góc bên tay trái nè. Này đưa con chuột vô thôi ha, không cần bấm ha, đưa vô là nó sẽ hiện ra cái danh sách cho em các lớp em tham gia, được chưa? Rồi ví dụ như là vô lớp tiếng Anh chính này, đây là danh sách những cái bài bạn cần các bài học của lớp. Thì nếu mà bạn lên bằng điện thoại thì nó cũng sẽ tương tự như vậy, tìm cái chỗ nó có chữ khóa học hoặc là cuộn xuống cuối trang đây. Rồi thì sao đây, đây là danh sách bài học. Đây là lớp 9, hồi nãy cái thông báo hồi nãy là của lớp 8, rồi lớp 8 bạn học xong rồi cho nên là khóa học nó kết thúc rồi. Thành ra bạn kiếm cái từ vựng hiện tại chưa có, cô sẽ đăng dần dần theo mỗi buổi các bạn học ha. Thì mình có thể là gì, để nó là cái hình vuông như vậy cho nó dễ nhìn, hoặc là bạn nào cảm thấy trình bày dạng này dễ nhìn hơn thì để như vậy cũng được. Đây
Được chưa? Bấm vô cái biểu tượng này. Này. Này đây. Nếu em để cái dạng này á, thì nó hiện ra cho em luôn là trong bài học này nó có những cái bài tập nào để mà em bấm vô em làm luôn nó tiện. À, còn không thì em làm cách kia cũng được. Rồi, ví dụ như giờ gì? Cái bài đầu tiên em chưa làm gì hết, bấm vô chị bắt đầu. Vô đây. Bài này là bài đầu tiên. Thì ha, em nhìn bên tay trái nó sẽ có cái mục lục. Đây, mục lục đây. Mục lục này thì bạn nào sử dụng máy tính thì nó có lợi, nó tiện hơn. Mình bấm vô luôn, nó đỡ mệt. Còn bạn nào sử dụng điện thoại thì tùy điện thoại có cái không. Ừ. Cho nên là đây bây giờ mình nếu mà mình muốn di chuyển như các bài học thì mình cứ bấm đây thôi. Mình muốn làm bài 2 bấm vô đây. À, ví dụ như là nãy mấy bạn hỏi cái đầu tiên là từ vựng học kỳ 2 đúng không? Có thể cái bài đầu tiên từ vựng học kỳ 2 bấm vô từ vựng học kỳ 2 có những bài nào bấm vô làm. Rồi chuyên đề ngữ pháp gì, chuyên đề cụm động từ cái gì đó, đó bấm vô làm. Rồi, nghe đây là cách để di chuyển giữa các bài học. Đây, bài này là bài lý thuyết cụm động từ. Bài này là bài nghe mẫu gì đó vân vân. Nè, bấm vô. Rồi tại sao nó lại có những cái mà mình bấm không được? Là tại vì có những bài mà cô yêu cầu là phải đạt được mức điểm tối thiểu. Ví dụ như là những cái bài mà bắt buộc phải học thuộc á. Thì các bạn cần phải được 90% là làm xong. Bài đã được 90% đủ điểm thì mới cho qua, mới mở khóa những bài sau. Còn bài nào mà chưa đủ điểm thì mấy bạn phải vô làm lại. Các bạn có thể nhìn vô cái yêu cầu bên đây nè. Đối với bài bài nghe này, cô yêu cầu được ít nhất là phải 50% điểm, tức là 5 điểm á, thì mới được mở khóa bài thứ hai. À, còn chưa được thì làm lại thôi. Nhà thì như sao di chuyển? Ví dụ sau khi em mở được cái này, em có thể bấm cái nút màu trắng của mũi tên này nè ha, để nó thu gọn, nó tắt cái mục lục đi cho nó dễ nhìn. Rồi, giờ làm bài thì sao? Bấm vô nút làm bài rồi làm thôi. Đây, bài nghe đây. Bài này là dạng bài điền vào chỗ trống. Bài nghe thì có cái file nghe. Mình bấm vô file nghe. Rồi bài này là nghe được cái gì điền vào cái đó, điền từ vào. Điền từ ABCD gì đó các kiểu. Rồi mấy bạn có thể, nếu bạn xài máy tính, thì bạn có thể nhấn phím tab, gõ được cái ô này, xong nhấn phím tab. Phím tab trên bàn phím là cái phím nằm bên trái chữ Q á ha. Bên trên phím cắt lóc viết hoa với nằm bên trái chữ Q. Rồi, nhấn phím tab là nó sẽ di chuyển qua lại giữa các ô này cho dễ. Còn mấy bạn muốn ví dụ đang bấm bị lố, muốn quay về thì cái cũ thì nhấn shift với lại tab. Phím shift kèm phím tab cùng lúc. Ừ. Rồi, về để gõ cho lẹ thôi. Bạn nhập cái đáp án của bạn vào. Rồi, làm xong rồi thì nhấn cái gì? Đây, tiếp tục. Tôi mới nút tiếp tục đây. Và nó sẽ nhảy qua câu hỏi tiếp theo. Cái bài này nó chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi, cho nên là nhấn tiếp tục là nó sẽ tới cái trang hoàn tất luôn. Rồi, nhấn hoàn tất. Nhấn hoàn tất thì nó sẽ hiện ra. Đây là kết quả. Do hồi nãy cô chỉ nhập đại thôi. Câu trả lời nè, nhập đại thôi. Chứ không có làm đúng, cho nên là không có điểm nào hết trơn. Rồi, vậy là bài của bạn không có điểm. Đây, điểm bên này. Và cái khóa này nó ghi rõ cho em đây nè. Cái ổ khóa ghi rõ nè, ít nhất em phải được 50% mà em được có 0% thôi, có nghĩa là em chưa đủ điểm. Hoặc là thỉnh thoảng nếu mà em làm được 49,9 mấy phần trăm đó, thì khi làm tròn điểm ở trên đây nó vẫn hiện là 50, nhưng mà máy nó vẫn xem như 49,9 mấy là nhỏ hơn 50, cho nên em vẫn chưa đủ điểm, em vẫn phải làm lại nha. Rồi, muốn làm lại thì sao? Muốn làm lại thì cũng có hai cách. Em có thể bấm vào cái chữ hướng dẫn, hoặc là em mở cái mục lục, em bấm lại cái bài này nè ha, nó sẽ có cái nút cho em là em làm lại bài kiểm tra. Làm lại đủ điểm rồi thì sẽ mở khóa được bài thứ hai. Sau khi em làm xong một bài á, thì cái góc ở trên bên tay phải màn hình cái chữ tiếp tục này nó sẽ mở khóa ra. Em nhấn chữ tiếp tục là nó sẽ nhảy tới cái bài tập tiếp theo cho em. Còn nếu em muốn nhảy về bài tập trước thì nhấn cái nút trở lại góc bên này ha. Này, vô đây, trở lại này là trở lại cái bài tập ngay đằng trước, chứ không phải là trở lại cái trang em vừa mở nha. Trở lại bài tập trước, còn này là hoàn thành tiếp tục. Rồi,
Mấy bạn mà sử dụng máy máy tính thì không có gì rồi, có cái mục lục bên đây rất là tiện. Nhưng mà mấy bạn mà sử dụng điện thoại thì nó không có cái mục lục bên đây để em dò những cái này. Thì nếu mà em muốn em làm xong cái chuyên đề này rồi, em muốn qua chuyên đề khác, em muốn trở về danh sách bài học thì đừng có nhập lại từ đầu tới cuối, tốn thời gian lắm nha. Em sẽ cũng sẽ có hai cách khác nữa để em vô cái danh sách bài học. Cách thứ nhất nhanh nhất, bấm vô hình cái cuốn sổ tay đây, bấm hình cuốn sổ tay này là danh sách bài học của em nè. Còn cách thứ hai nữa là em bấm vào chữ bắt đầu, đưa con chuột vào chữ, trên điện thoại thì phải bấm rồi, còn trên máy tính đưa con chuột vào thôi, đưa con chuột vào chữ bắt đầu cái nó hiện ra ở đây bài học, được chưa? Bấm vô bài học rồi thì cái mục đầu tiên tôi yêu cầu làm từ vựng chẳng hạn, mở từ vựng làm xong rồi, mục thứ hai yêu cầu làm chuyên đề cụm động từ chẳng hạn thì bấm tới cái này là như vậy và làm thôi, được chưa? Đó là những cái bài tập bình thường. Bài tập thường là mình sẽ có dạng trắc nghiệm, bài tập trắc nghiệm ABCD nè, bài tập điền vào chỗ trống, hoặc là bài tập nối ghép ghép cái này với ghép cái kia cái kiểu, và chọn hình kéo hình gì đó. Rồi thì cái đó mấy bạn nhìn vô thì mấy bạn cũng biết à, mình cũng có làm qua mấy cái hệ thống làm online cũng biết rồi đúng không? Còn trong quá trình học có cái nào không biết nữa thì cô chỉ thêm, là coi như xong một bài học nha. Rồi bây giờ mình tới cái phần tiếp theo, đó là phần lưu ý về khi làm bài nghe. Làm bài nghe bây giờ mình vô cái khóa học bài nghe chứ ha. Muốn vô khóa học thì giờ làm sao? Khóa học đây đây em đang ở lớp tiếng Anh chính nên là em không có làm được mấy cái bài nghe riêng. Bài nghe bởi vì phân theo trình độ cho nên là cô sẽ để nó ở một cái khóa học riêng, ở một cái lớp riêng. Nếu bạn muốn về lớp tiếng Anh chính thì các bạn bấm vào trang chủ này, trang chủ hình cái ngôi nhà trên bên tay phải đây, ở cái tay trái này, sorry, đừng có vô cái này nha, đừng, ngôi nhà ở dưới thôi. Thôi vô ngôi nhà màu xanh này, về trang chủ thì mình lại dò tới cái lớp học luyện nghe thôi. Đây lớp học luyện nghe, luyện nghe này phân theo trình độ. Rồi thì trong đây nó cũng sẽ có các bài mình làm theo thứ tự từ đầu tới cuối. Bài bên lớp tiếng Anh chính, lớp lớp học từ vựng ngữ pháp này nọ các kiểu á, thì cô sẽ ghi cho các bạn là cần làm cái bài nào trước. Nhưng mà cái bài luyện nghe á, thì là lúc nào đa số là cũng sẽ làm từ đầu tới cuối, làm hết bài này tới bài kia, hết bài 1 rồi tới bài 2, bài 3 vậy các kiểu thôi. Thỉnh thoảng ví dụ như là có một số cái một số cái bài nghe mà nó tốn thời gian quá, ví dụ như bây giờ em học xong, em học là tới còn 15 phút nữa nó hết giờ rồi, nhưng mà bài nghe nó tới 30 phút lận, thì em có thể dò ở những cái bài khác, em tìm cái bài mà nó thời gian nó ngắn thôi để em làm ha. Ví dụ như đây bấm vô cái bài đầu tiên nè, bài từ vựng, bài số 1, unit 1, bài từ vựng số 1, thì bài này có để thời gian làm bài là 7 phút, ok kịp làm ha. Còn nhiều khi ở đây nó hiện là 30 phút lận mà thời gian mình còn có 50 phút thôi, thì mình chừa đó lại lúc khác mình làm sau. Rồi thì bấm vô làm bài, bấm vô làm bài thì cũng giống như bên từ vựng này nọ cái kiểu thôi, nhưng mà nó có một cái phần khác một chút xíu. Ở đây bạn chưa có làm bài gì hết trơn cho nên là nó chưa có, các bạn đợi một tí cô chỉnh lại cái khóa cũ của bạn ha, nhìn cho nó dễ. Rồi đây cô mở cái khóa này cho nó dễ nè. Đây, đây là những cái bài, đây là cũng bài của một bạn đã làm bài nghe rồi ha. Những cái bài bạn đủ điểm rồi nè, 96 trên 100 điểm, bạn đủ điểm rồi, cái ổ khóa này nó thành màu xanh là xong rồi, tích 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 là đã nộp bài xong, ok làm được mấy bài dưới rồi. Thì trong đây thường cái này lớp nghe mình đang ở lớp này là lớp B1 luyện giải đề thi, hoặc là tùy có bạn, những bạn nào mà xuất phát điểm còn thấp thì là A1, A2 gì đó các kiểu, có luyện giải đề hoặc là luyện theo chủ đề từ vựng vân vân. Thì đây
Thường là cái bài đầu tiên, nếu cái bài mà em thấy có chữ full, bài này bấm vô là nó sẽ nổi tiếng đồng hồ. Bài mà bạn giải nguyên cái đề, lớp nào mà luyện giải đề là nguyên nguyên một cái bài full là 30 phút. Khi nào em muốn làm lại thì cứ bấm vô đây làm lại, nút này làm lại bài. Thì kiểu lâu lâu thích thì vô làm lại cũng được, còn đủ điểm rồi thì thôi phải làm. Rồi đây, đây là bài bấm vô, rồi làm cũng trả lời trắc nghiệm ABCD hoặc là điền vào chỗ trống gì các kiểu ha. Rồi, sau đó mình sẽ có cái bài mà dạng chép. Dạng chép, ai, cái bài dạng này bạn cần phải lưu ý đây. Đó là cái gì? Cứ phải nghe đây ha. Cô có ghi cho bạn các bước luôn nè. Bước 1 là mở đề bài ở bên dưới tức là cái link này đây. Bước 2 làm đề trên bài, làm bài trên đề vừa mở. Thời gian tối đa là bao nhiêu phút đó, tùy vô bài, có bài ngắn thì 5-10 phút, 20 phút gì đó các kiểu. Rồi bấm chấm điểm rồi lưu lại dưới dạng PDF, sau đó quay về LMS và bấm bắt đầu làm bài để nạp file. Quay về LMS tức là quay về cái trang màu xanh này ha, còn cái đề bài là trang màu tím này. Ai, đề bài đây, đồng hồ đây, được chưa? Đây là những cái bạn cần điền, mình nghe người ta đọc từ nào mình ghi vào từ đó. Đây, cái file nghe thì file âm thanh thì nó bên này, bấm vô này. Rồi, thì gì đây? Bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần tùy theo cái thời gian này, đủ thời gian ở trong này. Nhưng mà nhớ là gì? Có thấy nhiều bạn là nghe kiểu nghe tới đâu xong bấm dừng, bấm nút dừng tới đó, để cho nó nhích từng tí một. Như vậy đó, nó vừa không hiệu quả mà nó vừa tốn thời gian hơn. Các bạn cố gắng là tập giống như khi mình đi thi, mình cứ nghe, mình cứ để cho người ta đọc thôi. Rồi tí nữa mình quay lại mình nghe lại mình bổ sung sau. Ví dụ mấy bạn nghe được mấy cái từ, ví dụ mình nghe được chữ travel đi, travel nó dài nhưng mà bạn ghi hết travel không kịp chẳng hạn, các bạn ghi chữ tr thôi, xong nhấn phím tab nhảy tới những cái ô tiếp theo, rồi mình người ta đọc tới đâu mình cứ điền tới đó, điền vài chữ về chữ về chữ về chữ gì đó. Có hồi mình nghe tới cuối rồi xong mình bấm quay lại đọc lại từ đầu thì mình cứ bổ sung thêm sau ha, được chưa? Như what's là gì đó không biết nữa, cái bài này cô chưa nghe nên không có nhớ đáp án là cái gì. Mình nghe sơ sơ nha. Lướt qua cái hướng dẫn một tí xíu. Question 1. Rồi, cô nghe sơ vài cái thôi ha. Ví dụ đầu tiên, excuse me nè. What is the best way? Rồi, is cái gì gì đó nghe chưa kịp chẳng hạn. Ví dụ vậy đi ha. Nghe chưa kịp. Easiest. Gì đó, ví dụ cô nghe cho cô ghi chữ easy đi ha. Easy, nhưng mà cô nghe nhầm, easy chẳng hạn. Rồi, sau khi mình làm hết bài từ đầu tới cuối, thì mình sẽ tới cuối trang có cái nút chấm điểm nè. Các bước theo thứ tự ha. Bước 1 là mở đề rồi làm bài trên đề vừa mở rồi trang màu tím đây. Sau khi làm xong mình nhấn chấm điểm. Thông báo điểm của bạn là 1%, tại cô mới điền có vài ô thôi mà. Rồi nhấn vô ok nè. Thì mình thấy ở trên này câu nào nghe đúng, what is the best way? Đúng nè, excuse me, best way gì đó, là nó sẽ in đậm cho bạn và nó mất cái ô trống đi. Còn cái nào mà nó còn cái ô này tức là bạn làm sai. Bạn làm sai thì bạn được quyền sửa lại rồi bạn bấm chấm điểm lại. Nhưng mà mỗi lần mà em bấm chấm điểm lại thì là cái điểm của em nó sẽ bị trừ đi một tí xíu. Cái điểm phần trăm ở trên này nè, nó sẽ bị trừ đi một phần nha. Cho nên là nhiều bạn làm xong rồi kiểu ngay từ đầu tới cuối mà bấm bấm chấm điểm đi, bấm chấm điểm lại, bấm đi bấm lại, cứ thể làm cứ điền vài từ lại bấm một lần, điền vài từ lại bấm một lần. Thì từ đầu tới cuối tới hồi tới cuối rồi làm đúng hết luôn nhưng mà mình vẫn bị trừ điểm, rồi cái 99% hay là 98% thôi là lý do bạn bị trừ điểm dần dần trong những cái lần mà bạn bấm điểm quá nhiều ha. Rồi, sau khi bạn chấm điểm xong rồi nhớ tắt cái thông báo điểm cái chữ ok đi, đặng cho nó đừng có che khuất cái bài làm của các bạn ha. Thì mấy bạn sẽ tiến hành như đây, như đây cô ghi nhớ hình bài dưới dạng PDF hoặc là chụp màn hình bài làm đầy đủ để tránh mất bài. Bạn nhớ là gì, ở đây là cửa sổ làm bài này, nếu mà em tắt đi á là cái bài em sẽ mất luôn,
chưa có lưu gì cả. Nếu em làm trên trang màu xanh này á, những cái bài tập mà làm trực tiếp trên trang LMS bên đây á, thì là nếu bạn có lỡ tắt đi thì kết quả nó vẫn còn đó. À, nhưng mà cái trang màu tím này tắt đi một cái là mất hết. Cho nên là sau khi làm xong các bạn phải lưu bài lại dưới dạng PDF, in bài, lưu bài dưới dạng PDF. Nên như thế nào? Nhấp chuột phải lên trên màn hình, bất kỳ một cái vùng trống nào đó, vùng màu trắng không có chữ nào đó trên màn hình ha, nhấp chuột phải lên, xong nó sẽ có lựa chọn in, print. Còn không thì mấy bạn nào mà nhấp chuột phải không được hay gì đó thì mấy bạn thường mấy bạn nhấn control với lại chữ B phở. Nào, nhấn control với lại B phở là nó sẽ in thôi. Đừng có nhấn chữ lưu nha. Lưu là cái chức năng khác, nó sẽ lưu thành cái file HTML và nó ra một đống file. Nó nhà dòng không cần thiết. Cô cần là cô cần cái file PDF của các bạn là cần các bạn in ra. Rồi, in nè. Thì nếu mà nhà nào, đa số nhà mấy bạn, nếu mà có máy in á, thì ở trên này nó sẽ hiện lên cái đầu tiên là cái máy in của nhà em. Nhưng mà bạn nào không có thì thường mặc định là trên đây nó sẽ là lưu hình PDF thôi. Vậy thì bạn nào mà nhà có máy in thì cần lưu ý thêm một tí xíu, nhìn ở góc trên bên này, coi nó có phải là dạng PDF hay chưa. Còn nếu không thì là phải bấm vô đây để chọn ha. Trong đây cái máy này hiện giờ cô không có kết nối với máy in cho nên nó không có máy in khác. Chỉ cần kiếm bất cứ cái nào mà nó có cái chữ PDF là ok. Được chưa? Rồi, không, sau đó không cần chỉnh cái gì hết. Đây cái bài làm của em. Cái hồi nãy là cái đề chưa làm gì hết. Còn cái này là cái bài đã làm rồi nè. Có đáp án excuse me the best way rồi nè. Nào. Rồi, in. Xong rồi bấm cái nút gì? Nút này tùy theo máy. Có thể là cái máy nó là nút lưu, nút save, nút in, nút print gì đó cũng được. Bấm vào. Rồi, lúc đó máy sẽ hiện ra cái vị trí để cho em lưu bài. Em lưu ở đâu thì em nhớ vị trí lưu và nhớ cái tên của nó để lát nữa vô tìm lại mà nộp nha. Ví dụ như hiện giờ ở đây là cô đang lưu trong một download đây. Ừ. Rồi lưu với lại cái tên này. Ok. Chị save. Xong. Và bài mình đã lưu xong rồi đó. Giờ mình sẽ về bước tiếp theo. In bài dưới dạng PDF xong rồi thì mình sẽ quay về trang LMS để nộp file PDF. Ừ. Thì mấy bạn trên máy tính thì đơn giản là như vậy thôi. Còn bạn nào mà trên điện thoại thì nó hơi cực một tí xíu, là em có thể chụp cái màn hình bài, em phải chụp màn hình bài làm. Cái này là kiểu có một số bạn tìm không ra được cái chức năng in PDF á, thì chụp màn hình bài làm. Nhưng mà chụp màn hình đó thì nó sẽ ra, đương nhiên là nó sẽ ra cả chục trang, phải ngồi cuộn cực lắm, mệt lắm. À, cho nên là trên điện thoại cũng có thể in được PDF luôn, nhưng mà nó phức tạp hơn trên máy tính một tí xíu. Đó là gì? Em phải đi vô cái góc trên bên phải màn hình đây. Thường á là góc trên bên phải thôi ha, nó có cái dấu ba chấm. Rồi bạn vô bạn chọn tùy máy, có máy nó sẽ có luôn cái nút in cho em. Còn không thì nó sẽ có cái nút chia sẻ. Bấm vô cái nút chia sẻ rồi nó hiện ra cái chỗ để in, cái chức năng in. Em dò trong mấy chức năng đó, đó. Thì trong quá trình làm trên điện thoại thì bạn nào sử dụng điện thoại thì cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn, do mỗi điện thoại còn khác nhau. Như các bạn cứ nhớ thường quy tắc chung là bạn bấm vô cái dấu ba chấm góc trên này, xong cái nó có chữ chia sẻ hay share đó, bấm vô share chia sẻ là tìm trong những cái lựa chọn đó, có thể là share qua Messenger, qua Zalo, qua email hay gì đó, cái kiểu mấy cái đó không phải, bỏ qua, lướt tìm cái nào mà có cái chữ in. À, rồi sau đó cũng bấm cái nút lưu thôi, rồi lưu lại ở vị trí nào thì nhớ, lưu tên thế nào thì nhớ nha. Rồi, sau khi em đã lưu được cái file PDF rồi thì em quay về trang LMS là trang màu xanh này nè để nộp bài. Sẽ có cái nút nộp bài ở đây. Nộp bài tiếng Việt là nộp bài, như là tiếng Anh là cái câu này, tại vì cái bài này đã nộp bài rồi cho nên là nộp lại lần nữa, lúc này là nộp thêm một cái câu bài khác, một cái câu trả lời khác nữa, nộp lần nữa đó. Thì cứ bấm vô thôi, bấm vô nút như này. À, tiếng Việt là nó là bắt đầu làm bài ấy, ha. Rồi, bấm vô đây, nó sẽ có cái thêm tạp tính kèm, attachment, thêm tạp tính kèm, bấm vào. Rồi, sau đó tuyệt đối đừng có vô cái tài nguyên này nó không có gì đâu mà làm nha. Người ta có nguyên cái dòng như ở đây là gì, thả tập tin vào đây hoặc là nhấp để duyệt. À, thì em có hai cách là em mở cái chỗ hồi nãy cô lưu ở trên download đúng không?
Đây, file hồi nãy tên này đây. À, cái mình nắm nắm cái này mình kéo mình thả vô trong đây. Còn không? À, nắm kéo ha, cái bài này lập rồi cho nên cô không kéo qua nữa. À, nắm kéo thả vô trong đây. Hoặc là không có hỏng mở sẵn như vậy thì mình bấm vô thả tập tin ở đây, hoặc là bấm để duyệt, click để duyệt, bấm vô. Cái nó cũng sẽ hiện ra cửa sổ để bạn tìm thôi. Thì đây, cái file hồi nãy cô mới lưu nè. Đó, rồi nhấn Open. Là nó đợi cho cái file này được tải lên xong. Sau khi tải lên xong rồi thì em cái cửa sổ này nó sẽ mất ha. Rồi em nhấn lưu và nạp bài để chấm điểm. Save and submit, lưu và nạp bài. Được chưa? Rồi, vậy thì sau khi mấy bạn nạp bài xong thì cô sẽ nhận được cái thông báo và cô vô và chấm điểm. Rồi có những cái gì cần lưu ý thì cô sẽ lưu ý với phần bạn nghe. Cho bạn nghe thì thường là mấy bạn luyện cá nhân thôi, chứ đôi khi cô không có nghe giùm, không có can thiệp được. Nhưng mà có những cái gì cần lưu ý thì cô sẽ để lại nhận xét cho mấy bạn. Sau khi mấy bạn nạp bài xong rồi, ví dụ như bài này là nạp bài xong rồi nè, thì mấy bạn sẽ được quyền xem đáp án. Ấn tới đáp án như này. Hoặc là nhấn continue là để nhảy tới đáp án ha. Như đáp án 2. Đây là đáp án. Cái đáp án này thì mấy cái bài đầu lúc mà mới đăng lên thì cô cũng chưa có kinh nghiệm lắm, cho nên là cô đăng cái đáp án nó không có gạch dưới, không gạch chân được, nên là ngồi dò cũng hơi lâu. Về sau thì cô có chỉnh sửa đôi chút rồi, là các bạn dò cái đáp án, các bạn sẽ thấy là cái đáp án nó có gạch chân, đánh dấu nổi những cái câu trả lời lên này cho mấy bạn luôn dễ theo dõi. Rồi sau khi xem đáp án, nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể mở micro hỏi hoặc là nhắn hỏi cô bất cứ lúc nào, được chưa? Vậy coi như là cô giới thiệu với các bạn sơ qua về phần, không nói sơ chứ thật ra nói nãy giờ cũng hơi bị nhiều quá trời vấn đề rồi đó, về cách học online. Thì các bạn sau khi xem xong, các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể để lại lời nhắn cho cô, hoặc là hỏi, tốt nhất là mình nên hỏi sớm đi, đừng có để tới cái buổi đầu tiên học online mình mới hỏi rồi nó không nó rối vấn đề, rối trục trặc kỹ thuật rồi rối trí cái kiểu ha. Do là tới cái giờ học online thì cô ở đây cô theo dõi nhiều bạn một lúc, cho nên là nhiều khi cô không có chỉ bạn liền ngay được, mà khi bạn trục trặc rồi bạn chưa biết làm này nọ thì nó lại rối. Còn khi mà bạn đã quen rồi thì không có vấn đề gì, bạn cứ hỏi thì cô bấm cô chỉ, hoặc là thỉnh thoảng cô đi từng cái màn hình một, cô theo dõi mấy bạn có vấn đề gì thì cô sẽ bật mic lên, cô gọi cô hướng dẫn cho các bạn thôi. Chỉ có cái bữa đầu tiên á, học cái bữa đầu tiên chưa quen, phải đi tìm nó hơi lâu, bạn nào cũng chưa biết hết rồi cô chỉ nó không có kịp ha. Còn bình thường các bạn làm bài thì các bạn làm tốt rồi thì không có gì, nhiều khi ngồi cả buổi không thấy cô nói gì hết là tại vì bạn làm ổn rồi, ok rồi. Còn những bạn mà sai bú lưu xua, không hiểu bài hay gì các kiểu thì đương nhiên là cô sẽ nhắc nhiều hơn. Rồi nên nhớ là bởi vì học online, làm bài tập online thì bạn làm được, nếu cô thấy bạn làm được, làm đúng rồi, không có vấn đề gì hết thì cô sẽ không có nói gì hết, cô không có gọi bạn để cho bạn tập trung làm bài. Nhưng mà nếu mà bạn làm bài xong, ví dụ có một số câu mà lụi chẳng hạn, lụi cái tự nhiên đúng nhưng mà không hiểu tại sao, hoặc là cái đề nó bị sai, đề bị lỗi, đáp án lỗi gì các kiểu, thì các bạn nhớ bật micro lên. Dạ, hỏi nha. Mình cũng, nếu mà nhắn tin á, thì nhắn cũng được. Bạn nào ngại sử dụng micro thì nhắn tin cũng được. Có điều nhắn tin nhiều khi cô đang ngồi cô giảng bài cô không để ý lắm, thấy thôi. Mà bạn nhắn thì nên nhắn trên Messenger hoặc là Zalo, vì nó sẽ có nhảy thông báo cho cô thấy được liền. Còn nhắn ở chỗ này nè, nhiều khi nhắn ở đây nó cái thông báo, cái tiếng thông báo nó nhỏ xíu thôi, nó với lại nó cũng không có nhảy thông báo thường xuyên, cho nên là nếu mà nhắn ở trên Messenger, trên Google Meet thì cô mới thấy nha, nhiều khi tôi cũng thấy nhắn bên Zalo Messenger nha. Rồi sau khi mấy bạn học xong thì mấy bạn tự nhiên mình cũng nên bật micro lên, mình chào nhau tiếng nhỉ, xong rồi mình chào xong rồi thì mình sẽ tắt thôi. Rồi hôm nay video đó mình coi như tới đây là hết, nếu có vấn đề gì thêm thì cô sẽ hướng dẫn các bạn thêm sau. Rồi bye bye mấy bạn.